em ngóng hàng cho chú lại thôi, chú lại ở ở Bình Định, em hàng 60 thôi. Đây đây là em hàng 60. Em hàng 60. Ở đây nó sẽ có chữ Ibico rồi, mấy em sao anh, thấy không? Và có chữ logo em nhập vào đây. Đó. Ibico. Hơi khó thấy. Đây. Ibico mấy em sao anh. Ánh đèn nó rọi vô nó hơi hơi hơi. Ở đây nó vẫn có đóng chữ Ibico đó. Ibico chữ nổi nha. Trên không mặt nạn nè. Trên cái mặt nạn xoay này nó có chữ Ibico luôn. Để tránh đồ giả nha, đồ giả rất là nhiều nha. Rồi giờ con đóng hàng cho chú lại luôn nha.